bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 3 tháng ăn chay giúp dứt điểm bệnh dãy nến. Sống chung với bệnh dãy nến từ thời niên thiếu, Hanna Siulito, 39 tuổi, sống tại Anh thử đủ các loại thuốc đặc trị nhưng không thay đổi làn da ngứa rát, ửng đỏ. Từ năm 15 tuổi, Hanna Siulito đã sống chung cùng bệnh dãy nến. Cơ thể cô nổi đầy những mảng bong tróc đỏ ửng. Dù được bác sĩ da liễu kê cho nhiều loại kem bôi ngoài da nhưng làn da của Hanna không có nhiều chuyển biến tích cực. Hanna từng được bác sĩ khuyên dùng methotrexate, loại thuốc được ứng dụng trong điều trị ung thư. Căn bệnh da liễu ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin cũng như các mối quan hệ xã hội của Hanna. Vài đơn thuốc cũng giúp tình trạng của tôi khá hơn nhưng phần lớn tôi vẫn rất xấu hổ khi mặc áo nắng tay, quần sóc. Tôi e ngại việc bạn bè hỏi thăm tưởng tôi bị côn trùng cắn, bị bỏng, dù họ có ý tốt quan tâm tôi. Cách đây khoảng 4 năm, tình trạng làn da của Hanna ngày một nghiêm trọng. Cô thấy ngứa và ửng đỏ nhiều hơn. Tôi thậm chí không thể đi làm gì, nó rất đau đớn. Tôi đã chia tay bạn trai và trải qua một số vấn đề trong công việc. Tôi bắt đầu sa đà vào các thức uống chứa cồn. Bác sĩ da liễu đã chỉ định tôi điều trị bằng một phương pháp có thành phần thuốc tương tự hóa trị cho bệnh nhân ung thư. Hanna quan ngại việc sử dụng loại thuốc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe chung nên tìm hiểu kỹ hơn về bệnh dãy nến và nhận thấy nhiều người đã chữa khỏi nhờ việc thay đổi chế độ. Cô quyết định ngừng áp dụng các phương pháp điều trị dãy nến tại chỗ và chuyển sang ăn chay. Cô kiêng toàn bộ thực phẩm có khả năng gây viêm gồm thịt động vật, đường, thức uống chứa cồn, cà chua, khoai tây. Thật sự không dễ dàng để loại bỏ những món mình yêu thích nhưng khi nghĩ làn da của mình sẽ không còn ngứa ngáy, đỏ ửng tôi lại có thêm quyết tâm. Hanna thú nhận, thời gian đầu khi mới ăn chay, Hanna cũng có chút nản lòng. Bữa sáng, cô uống một cốc sinh tố xanh gồm rau chân vịt, cà lê, táo hoặc lê. Bữa trưa, thay vì ăn mì ống, sandwich để tiết kiệm thời gian như trước đây, Hanna chuyển sang ăn một tô lớn salad với các loại rau, quả bơ. Bữa tối của cô cũng chủ yếu là rau hoặc các loại đậu như đậu lăng, đậu gà. Thỉnh thoảng, Hanna vẫn tự nuông chiều bản thân bằng một vài món bánh ngọt như bánh Chelsea kết hạt điều, sữa dừa. Sau vài ngày ăn chay, Hanna thú nhận cô cũng có chút nản lòng vì chưa thấy làn da có sự thay đổi nào. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì. Đến ngày thứ 13, Hanna nhận ra cô đã có một giấc ngủ ngon mà không phải tỉnh giấc giữa đêm vì gãi ngứa. Làn da của cô cũng bớt đỏ hơn so với trước đây. Dù thay đổi nhỏ thôi nhưng nó đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục với chế độ ăn này. Làn da của Hanna thay đổi rõ rệt sau thời gian ngắn. 2 tuần sau, Hanna khẳng định các đốm đỏ trên cánh tay và chân đã nhạt hơn rất nhiều và không còn bị ngứa nữa. Sau 3 tháng, làn da của Hanna trở về trạng thái bình thường, không còn các mảng da bong tróc, đỏ ửng. Tôi thấy mình như một người mới và tự tin hơn bao giờ hết. Không chỉ làn da sạch sẽ, mịn màng hơn mà huyết áp của tôi cũng được ổn định. Tôi ngủ ngon hơn và luôn thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Tôi nhận ra việc từ bỏ một vài loại thực phẩm đã được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng học được rất nhiều điều liên quan đến vấn đề đạo đức kể từ khi ăn thuần chay. Tự chữa bệnh dãy nến thành công, Hanna bắt đầu viết blog để chia sẻ trải nghiệm của bản thân, giúp đỡ những người gặp phải tình trạng tương tự. Năm 2017, cô xuất bản sách liên quan đến chủ đề ăn uống lành mạnh để chăm sóc sức khỏe, làn da. Ngoài làn da khỏe mạnh, Hanna cũng nhận được nhiều lợi ích từ việc ăn thuần chay. Đút suông, theo Women S. Health, theo báo Môi Sao. Ha ha ha, 问什么的说。